Đi vào đây bố thay cho. Yên xem nào. Không biết thằng mẹ mày đi đâu mà làm tao khổ thế này không biết cũng được. Đây, thay quần đã. Bố bỏ tay ra. Cái gì? Trước khi đi ngủ, mẹ thường kể chuyện cho con nghe cơ mà. Lại còn kể chuyện nữa. Bố mày thì làm sao mà biết kể chuyện? À, thôi được rồi. Bây giờ thế này, thôi im từ từ xem nào. Bây giờ, thì bố không biết kể chuyện thì bây giờ bố hát cho con nghe vậy nhá. Bố hát nhá, được không? Được. Nào, ra đây nào. Nào, mình hát. Ui giời ơi. Hát bài gì bây giờ nhỉ? Yên xem nào. Gió mùa thu mẹ ru thì bố ru mà con ngủ. Ui giời ơi. Này, ông thế là ông hơi quá rồi đấy. Nào thế bây giờ ông trả lời tôi hẳn một câu xem là ông có đi ngủ không hả? Ông không đi ngủ đâu. Được rồi, ok, được rồi. Bây giờ thế này, hay bây giờ bố gọi cho các cô ở 1080 kể chuyện cho con nghe nhá. Nhá, được không? Ok. Nào. Thôi, ông tránh thì nóng lắm. Alo, 1080 số 2003 xin nghe ạ. Ui giời, cái gì đấy? Alo. Xin lỗi bởi vì là mọi khi là thấy các cô cầm máy ạ. Alo. Xin lỗi anh, hôm nay là ngày 8 tháng 3 nên các cô ấy nghỉ hết rồi. Uống cà phê ạ? Chỉ có tụi đàn ông chúng em là phải làm việc thôi ạ. À thế ạ. À thế này, thằng bé nhà tôi nó không chịu ngủ trưa, cho nên là chị... anh có thể kể chuyện cho cháu nó nghe được không ạ? Vâng, được chưa ạ? Anh có thể cho tôi nói chuyện với cháu được không ạ? Được ạ. Ngồi đấy. Alo. Ngày xưa, ở một đất nước Trung Hoa xa xôi, trên một đỉnh núi, quanh năm mây mù tuyết phủ. Rất tuyệt bố ạ. Thế à? Chú ý kể chuyện hay hơn mẹ và những câu 1080 khác. Đưa bố nghe xem. Lý Bảo Bà lĩnh liền một lúc mười mấy trưởng của Ma Vương. Cùng Ma Vương điện cốc chủ thi triển lăng ba vi bộ, phẩy tay áo ném một nắm châm độc về phía Ma Vương. Mười mấy mũi châm đều tẩm loại nọc kịch độc của loài rắn thiên cửu xà đã từng sống 900 năm trên núi. Bỗng nhiên một ánh chớp sáng lòa, Lý Bảo Bà rú lên một tiếng thất thanh. Thật lão còn và huyết lão tử chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay của Lý Bảo Bà bay vụt đi không trung. Từ chỗ cụt của cánh tay, máu phun ra xối xả. Thiên kim mà nữ hét lên một tiếng thất thanh. Đánh chết nó đi, song kiếm hợp bích. Này, ông gì đấy? Hợp bích là biết cái gì? Ông có muốn biết thế nào là song kiếm hợp bích không? Ông kể chuyện cho trẻ con nghe mà ông kể những cái loại chuyện đấy à? Hả? Chí vớ vẩn thế nào? Ơ kìa, bố bật điện thoại lên trẻ con đi. Này. Cấm không được nghe những loại chuyện ba lăng nhăng ấy, nghe chưa? Bây giờ tao không bật đấy mày làm gì được tao nào? Đi ngủ. Song kiếm hợp bích đây. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Mà phần lớn số này là phụ nữ dưới 24 tuổi. Ông cũng đến họp thay cho vợ đấy à? Tất cả đàn ông ở đây đều chung số phận. Vợ tôi làm ở hội phụ nữ phường. Sáng nay trước khi biến mất còn dặn lại là kiểu gì cũng phải đến đây họp. Về còn phổ biến kinh nghiệm cho chị em khác nữa. Ông cho tôi xem cái cô gái cầm bông hồng ấy. Đây là tài liệu tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình của chị em. Còn đây là thuốc tránh thai New Joy, thế hệ mới đấy. Uống mỗi ngày một viên vào 1 giờ. Đúng rồi. Chắc người ta in nhầm phải không ạ? Ai thì ngày nào cũng phải uống tránh thai à? Yêu cầu hai anh kia không nói chuyện riêng. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ,
hàng năm nước ta có khoảng 1,4 triệu ca nạo phá thai. Thuốc tránh thai là phải uống liên tục, đều đặn mỗi ngày thì mới có tác dụng. Mà ông phải chịu khó nghe. Ngồi đây ấy, nghe được thêm khối chuyện của chị em phụ nữ, hay ra phết đấy. Đây là thuốc do Đức tài trợ cho Việt Nam nên giá rất rẻ, chỉ có 2.000 đồng một vỉ. Chị em phải biết cách sử dụng. Mỗi lần tôi cho vợ tôi uống liền mấy vỉ, chẳng đáng là bao ông nhỉ? Không được đâu. Ông mà cho uống thế thì chết. Ngay như những trường hợp tránh thai khẩn cấp ấy, người ta cũng chỉ uống có 4 viên mà phải uống ngay sau cái lúc ấy thôi. Lúc ấy là lúc gì? Nếu không muốn nghe thì ra ngoài nhé. Ông có thuốc tránh thai không? Cho tôi xin điếu. Ông nói cái gì? Thuốc ấy. Tí nữa thế nào người ta cũng phát miễn phí. Thế à? Nhưng ông phải chờ đến cuối buổi. Thế à? Người ta phát có nhiều không? Mỗi người được mấy tút? Sao lại tút? Mỗi hộp có 1 vỉ 28 viên. Ông không đọc hướng dẫn sử dụng à? Ông ơi, tôi hỏi tôi xin thuốc lá, ông lại nói rằng thuốc tránh thai. Ông chơi xỏ tôi đấy à? Rõ ràng ông vừa xin tôi thuốc tránh thai mà lại... Này, chẳng qua là hôm nay tôi phải đi họp thay cho vợ nhé, chứ không bao giờ tôi bước chân đến đây. Này, đây cũng thế nhá. Thế chị em phụ nữ thường xuyên đi họp những ngày thì sao? Họ là đàn bà con gái. Đúng rồi. Là họ phải nghe. Chúng tôi là đàn ông đàn em, là trụ cột của gia đình. Còn làm bao nhiêu việc lớn bao khác? Bao việc lớn. Ai đồng ý đi về thì giơ tay này. Ê, giơ rồi. Trời ơi, đau bụng quá rồi. Trời ơi, đau bụng quá. Ôi trời ơi, đau bụng quá rồi. Tìm một đây. Ăn cho lắm mà. Em có ăn cái gì lung tung đâu. Con cá nóc không? Không, em chỉ ăn cá hoàng tử thôi. Hoàng tử hay là công chúa thì cũng là cá nóc. Ăn cá nóc vào là ngộ độc. Đài báo nói xa xả mà vẫn cứ cắm đầu mà ăn. Chứ chết là may đấy. Này, ông không phải bố tôi nhá, ông đừng có quát tôi. Ôi này, tôi không phải bố ông, cũng không phải là hộ lý, nghe chưa? Thế thì xem nào. Phạm Thị Thanh Hiền. Tên con gái, ảnh con gái. Này, hôm nay mùng 8 tháng 3, tôi đi làm thay vợ tôi đi nhá. Chả báo bở gì đâu. Tôi sẽ lên tôi báo cáo với giám đốc nhá, để kỷ luật ông. Hôm nay tôi đố ông thi được bà trưởng khoa ở đâu đấy. Nằm xuống. Đúng bộ đi đâu chưa? Úi dồi ôi. Tại sao cái xi lanh của anh nó lại to thế? Xi lanh to để tiêm được nhiều thuốc hơn. Tại sao thuốc gì nó lại vàng vàng như là nước thế? Thuốc vàng để chống khỏi bệnh hơn. Nào, đúng không đấy? Ơi, anh bỏ ra, tôi không tiêm. Thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã lại được tiếp tục theo dõi rằng khi mà không có những người phụ nữ thì những người đàn ông sẽ còn gặp những khó khăn gì, như những chuyện sức khỏe sinh sản, rồi đến cả chuyện ăn uống, rồi tất cả mọi thứ đều cần có bàn tay phụ nữ cả. Các anh ấy cứ hay đến mình nói cái từ công to việc lớn, công và vĩ đại các thứ. Thì tôi xin lưu ý các vị rằng ngày nay trong cái điều kiện bình đẳng và Đảng nhà nước tạo mất mọi điều kiện cho phụ nữ học tập cũng như công tác, thì xin thưa là ở rất rất nhiều lĩnh vực chị em cũng gánh vác công to việc lớn, không những không kém mà còn hơn. Anh em công to việc lớn thì chị em cũng công to việc lớn. Dạ, thứ vâng. Hai là công việc gia đình ngày nay lắm lắm, như tôi vừa nói cái nội trợ thông thái vừa rồi đấy. Vâng. Không thể nào tính được công việc gia đình ngày nay kém vất vả hơn cái thời xếp hàng đâu. Thế công việc nhà nước cũng nhiều, công việc nhà cũng nhiều, nên chị em có câu tức cảnh này. Tức là ngày làm 8 tiếng như anh, chiều về em bỗng trở thành ô xin. Bỗng là bởi vì ngày làm cũng phấn đấu như là nam giới, chiều về thôi ra chợ, chiều về thôi đón con, chiều về thôi giặt giũ, chiều về thôi nấu cơm. Nhưng mà cô vẫn thấy một thực tế cho thấy là phụ nữ ạ, cho dù là cũng vất vả rồi là đúng rất khổ như cô vừa nói, nhưng mà phụ nữ rất ưu tiên đúng không ạ? Một năm có hàng bao nhiêu ngày dành cho họ? Nào là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Cháu cũng là phụ nữ nhưng cháu vẫn nghĩ là mình cũng không nên ngồi bên phụ nữ quá, vì cháu thấy đàn ông cũng vất vả lắm ạ. Tào Vân nói cũng giống số anh nam giới đấy. Tức là phụ nữ có cả năm 2-3 ngày. Chúng tôi chả ngày nào thì xong không có ngày nam giới nhỉ. Thế cho nên các anh thì mới làm câu thơ rằng mừng ngày mùng 8 tháng 3, chị em phấn khởi đi ra đi vào,
anh em cũng kính vái chào, chị em lại càng vênh váo đi vào đi ra. Thế thì anh em tức lắm, thế là mình không có ngày ưu tiên để tặng quà, mà bây giờ mình lại thấy chị em áo dài này, rồi phấn son này, đi vào đi ra meeting anh em phải thay làm thường trực, tức lắm. Thế nhưng chị em đã có câu như thế này là đón ngày mùng 8 tháng 3, chị em lo lắng đi ra đi vào, hai tay hai củ su hào, chiều về không biết nên xào hay kho. Xin thưa là cái lo công việc vẫn canh cánh bên lòng. Các ông khen tôi đấy, nhưng mà về nhà ai cho tôi phép màu để tôi lo việc nhà tôi bây giờ. Cho nên là củ su hào mới lại chuyện nhà cửa nó vẫn quấn quýt ở vẫn bên... đầy áp trong đầu. Vâng, đầy áp trong đầu. Cho nên hôm nay mùng 8 tháng 3 mà các chị xem cái phim này thì tôi không biết ai nào, nhưng tôi biết rất nhiều chị là nghĩ ngay đến chuyện nhà mình. Vâng. Cô có nghĩ là thật sự họ mong muốn là biến đi và họ không bao giờ muốn quay trở lại không? Cô có nghĩ thế không ạ? Lúc bực lên có thể chị em muốn là ta đi đâu mấy ngày cho bố con rồi viết tay. Nhưng mà trên thực tế thì đấy là lúc bực nói thế thôi. Nhưng mà trên thực tế chị em nào cũng thế, cứ xa vắng nhà ngày một lúc. Công việc của mình quen làm để cho người khác, chồng con lóng ngóng thì không yên tâm đâu. Cho nên lại vồ lấy cái chảo, lại vồ lấy cái song. Cảm ơn cô đã rất là ca ngợi cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Và thưa quý vị, dù chúng ta có muốn nói gì chăng nữa, nếu như một ngày nào đó mà thế giới sẽ không còn bóng dáng người phụ nữ nào, thì tôi tin chắc lúc đó cánh mày râu sẽ cảm thấy rất là khổ, rất là đau khổ, sẽ thấy rất thiếu vắng. Và trái đất chắc chắn là sẽ khô cằn, bởi vì làm sao còn cảm giác tươi tắn và mượt mà khi có chị em xuất hiện nữa, đúng không ạ? Và nhân ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 ngày hôm nay, chúng tôi xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc cô. Chị Vân ơi, lại cái gì nữa đây hả bác? Vẫn còn đến. Cô ơi, nhân dịp mùng 8 tháng 3 cháu tặng cô mấy bông hoa. Tôi cũng chúc anh Em tặng chị mấy bông hoa nhân ngày mùng 8 tháng 3, và muốn chúc thì để em chúc cho. Cũng nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3, mong rằng kể từ nay trở đi, phụ nữ đừng biến mất, hãy ở lại, vì đàn ông chúng tôi rất cần phụ nữ tuyệt vời.